hợp những tình huống hài hước siêu lầy lội được camera vô tình quay lại. Hello, chào mừng ngày mới tràn đầy năng lượng nhất các tình yêu của vũ trụ 2. Và để cho thêm phần vui tươi thì cùng mình đón xem những khoảnh khắc tấu hề gây lắc cực mạnh ngay sau đây nào. Let's go! Nhìn chai rượu còn nguyên như kiểu mới bắt đầu uống, nhưng mà nhìn mặt chị thì không. Cái biểu cảm này chắc phải cũng vài chai rồi chứ đùa. Ê, từ từ thôi. Ôi dồi ôi, tiên sư bố nhà mày, uống rượu mà như uống nước lã. Mẹ ngồi đây không mà cũng say theo luôn rồi đây này. Nhìn biểu cảm của cô dâu là đủ hiểu chú rể có một giọng hát thiên phú cỡ nào rồi đấy. Bây giờ cảm giác nó nhức nhức cái đầu rồi. Anh rất tỉnh và đẹp trai, được cái hát không hay nhưng mà lại rất hay hát, đặc biệt là hát từ sâu thẳm trái tim khiến mọi người nghe xong còn phải cảm lạnh cơ mà. Sau đây là thử thách đá bóng vào khung thành đến từ vị trí của anh thanh niên áo đen. 1, 2, 3, yo! Mà là vô đầu. Khó thế mà anh cũng đá được, đúng là bái phục. Chân sút này khéo khi còn sánh ngang với cả Ronaldo, Messi ấy chứ nhỉ? Anh cứ làm cho em kiểu tóc nào thật là tươi trẻ và năng động anh nhá. Ok em, cái này trong tầm tay. Nhưng mà tóc thì trong tầm đầu của em. Thế này đã đủ cháy phố hay chưa nhỉ? Đúng là một màn biến hóa ngược phải gọi là đỉnh cao. Cả nhà đã chuẩn bị sẵn sàng chưa nào? Vào thế chúc thôi. Ôi giời ơi, sao mà ẩu thế không biết, quen luôn cái bàn đồ ăn rồi. Đúng là một tấm hình kỷ niệm bao trùm sự bất ổn. Đang mắc ẻ mà gặp đúng cảnh này, chắc ẻ mẹ ra quần mất thôi. Ui là trời, làm cái gì mà ngó cái đầu vô toilet vậy cha nội? Đi chỗ khác để người ta còn ẻ chứ. Sợ hãi thật sự về cái lối thiết kế này. Ăn bánh gì mà ngon quá vậy chồng ơi? Cho vợ xin miếng đi. Nghe vợ xin là chồng ngoạm luôn kẹo hết. Thế nhưng ai mà có ngờ cái bánh này lại do chính vợ làm. Hò hò, cái mặt bị lừa cay thật sự. Cô bé ôm chân mẹ rồi đứng xem đầy thích thú. Ôi nhưng mà khoan, hình như... con ơi, mẹ đây mà. Bé gái ngước lên rồi giật mình vì ôm chân người lạ. Như thật vậy đó trời ơi, mải chơi quá mà cua nhầm người quen luôn. Các đầu bếp chuyên nghiệp đang cho khoai tây vào nấu. Thế là sắp xong nồi súp rồi. Yeah.
thật chứ. Rổ với trả giá, đừng có chút ép mà tụt luôn cái đít. Đúng thật là vô nghĩa cho cả buổi ngồi gọt với cả sắt. Đang cầm hồ sơ đi xin việc thì chị gái này không may bị chiếc ô tô đi ngang qua, vũng nước, đạp ướt nhem cả đồ. Chị đang tỏ ra khó chịu và khóc cho mất lực, thì chiếc xe đã quay trở lại để xin lỗi. A few moments later. Sau một hồi vòng vo thì cả hai đã có cách xử lý rất chi là bất ngờ như sau. Vào xe đổi trang phục, chỉ có như vậy thì chị mới có thể đến kịp giờ phỏng vấn thôi. Theo bạn, cách làm này đã hợp tình hợp lý vẹn cả đôi đường hay chưa nhỉ? Đang vui chơi thì đột nhiên cô bé cảm thấy sợ hãi và né sang một bên. Hóa ra là do sự xuất hiện của người đàn ông có dáng đi kỳ lạ. Thế nhưng phản ứng khúc sau của bé gái mới đáng chú ý đây này. Không hề sợ như lúc đầu, cô bé thậm chí còn bắt chước theo dáng đi đầy bá đạo trên như kiểu: "Chú ơi, thích gì chú ơi, chú ơi." Đúng là con nít tài lành quá, chỉ có cái bắt chước theo là giỏi. Từ khi dựng vợ gả chồng thấy mình bớt được vài ký lô mỡ, cũng bởi vì là... Rượt nhau suốt ngày thế này thì khéo khi còn thành vận động viên chạy điền kinh được ấy chứ. Đang tuổi ăn tuổi chơi mà bố mẹ cứ bắt gả đi, nó thế đấy các bạn ạ. Và sau đây sẽ là chung cuối review nhẹ nhàng tình cảm. Đấy, sau khi cùng mình lên hội lên thuyền Viva Vivo một vòng thế giới, bắt gặp những cảnh tượng ối rồi ôi làng nước ơi thì các bạn cảm thấy thế nào nhỉ? Có cười thả ra là thoải mái hay không? Còn nếu chưa đủ độ thì yên tâm, cứ nhấn ngay đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo. Vũ Trụ Hài sẽ đưa bạn bay cao, bay xa, bay đến nơi chỉ có tiếng cười và niềm vui thôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye! You